có cho con ăn đâu. Dạ con Út nó nói là nó không đói, nó ở trong phòng nó không ăn đó tí. Tôi thấy con An nó buồn là tại vì nó thương thằng Khang, mà ông không cho tụi nó yêu nhau, cho nên nó sinh bệnh bỏ ăn đó. Bà Sáu à, con thấy anh Khang cũng là người thật thà chất phát siêng năng, với lại cũng yêu An rất là nhiều. Không mấy giờ cho cơ hội đi bác. Tía đúng rồi đó tía, dì Thu cũng nói vậy, rồi anh Nam cũng nói vậy. Mà thiệt tình con thấy là thằng Khang nó tốt tính thiệt mà. Có mấy lần Khang nó hay giúp đỡ vợ chồng con lắm. Tía không mấy tía cho hai nó cơ hội nha tía. Bây giờ cả nhà có ăn cơm không? Ăn. Dạ ăn. Dạ ăn. Ăn cơm đi, trong bữa ăn không nói chuyện khác. Rồi rồi. Còn cái chuyện con An á, nó ăn không ăn á thì thôi, nó đói kệ nó. Dạ. Đi ăn. Dạ đi. Con mời tía ăn cơm. Dạ mời chị ăn cơm. Dì Thu anh Nam ăn con cơm. Mời bác Sáu. Trời ơi tôi đói quá, không biết làm sao sống qua cơn nữa. Trời ơi, sao mình không có để cái bánh nào ở đây hết vậy? Trời ơi là trời, chết tôi, đói, làm sao bây giờ? Sao vậy con? Sao nằm như đồ chết rồi vậy? Không ăn uống gì, mày bị bệnh gì vậy? Con bị bệnh gì hết, con không đói. Đói chứ sao không đói, tí có thấy mày ăn gì đâu. Ăn miếng cơm đi con. Con không ăn mà. Con thiệt tình là con không ăn luôn á hả? Mày không để tí á. Bây giờ tí nói thiệt với mày nha, dù mày có làm cái gì đi nữa, tí cũng không bao giờ chấp nhận cho mày lấy con năm tỏn đâu. Đây nè, tí nói cho mày nghe nha, không bệnh không hoạn, mê trai mà chết, mai mốt là mày coi gian danh thiên hạ ha. Giật nữa đi, tao đi rồi, giật nữa đi. Người gì mà cố chấp thế sợ. Xỉu nhanh quá, hơi giả rồi đó nha con. Đói quá. Hên quá, vẫn còn. Rau luộc không? Mày ăn rau luộc không? Bỏ thêm vô. Chứ cá khô đó nó mặn lắm, lát nữa khát nước chết. Với lại ăn là phải bật đèn lên ăn cho nó sáng. Người ta nói ăn trong bóng tối mạt đó. Với lại tía nói con nghe nè, đã tiệc thực á, chỉ uống nước thôi, gọi là thanh lọc cơ thể đó, con hiểu không? Chứ tiệc thực mà đói tuột đường huyết, xanh mặt, chờ mò ra ăn thì tiệc thực làm cái gì? Đứng lại, đi lên rồi lát cũng mò xuống lại à. Con không xuống nữa đâu. Giọng được muỗng là thấy yên bụng rồi hả? Mày bới ra là giống vậy hả? Mày không ăn, mày không ăn là cho mang tội chết à. Ăn đi, ngồi xuống ăn. Lần sau đừng có tiệc thực nữa nghe. Chứ ăn là thực đó nghe. Tại vì cá khô với canh khổ qua ngon quá chứ bộ. Ồ, nó rù quến con quá chứ gì. Giọng đi. Ô trời ơi, ê hề. Ăn hết đi rồi đi ngủ nghe. Con nói thiệt mà.